Vào tháng 10 năm 2021, Volvo XC60 2022 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản, đó là XC60 B6 AVKD và XC60 Recharge T8. Phiên bản B6 AVKD được thay thế cho phiên bản T6 AVKD trước đó bao gồm Inscription và Aero Design. Volvo XC60 2022 ra mắt là phiên bản facelift, sở hữu nhiều nâng cấp về thiết kế ngoại thất, bổ sung một số các trang bị tiện nghi, sử dụng khối động cơ hybrid PHEV mới. Với nhiều nâng cấp về mặt vận hành, XC60 2022 sẽ tạo ra sức ép không hề nhỏ đối với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC300 hay BMW X3. Về phần giá bán, XC60 phiên bản B6 AVKD Inscription sẽ có mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 220 triệu đồng. Trong khi đó, XC60 phiên bản Recharge T8 sẽ có mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 750 triệu đồng. Xét về mặt tổng thể ngoại thất của Volvo XC2022, phiên bản nâng cấp này dường như không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Xe vẫn sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.708mm x 1.999mm x 1.658mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.865mm. Ở phần đầu xe, điểm nổi bật của XC60 vẫn là phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt hình lục giác quen thuộc, được mạ chrome sáng bóng, logo Volvo nằm ở vị trí trung tâm, đi kèm là đường cắt chéo logo đặc trưng của thương hiệu xe sang Thụy Điển. Cụm đèn chiếu sáng full LED có thiết kế đẹp mắt, đi cùng với đó là dải đèn LED hình chiếc búa của Thor, đặc trưng thương hiệu của xe Volvo. Cản ba đợt sốc trước có thiết kế hình chữ X, giúp cho phần đầu của XC60 cảm giác trông khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Nhìn từ phía thân xe, XC60 thế hệ mới nổi bật với những đường gân tinh tế, sắc nét, càng khiến cho xe trở nên mạnh mẽ và nam tính. Xe sở hữu một bộ la răng kích thước 19 inch, 5 chấu kép phay xước với những họa tiết kim cương, kết hợp với đó là một lớp sơn màu đen bóng, đem lại sự độc đáo, đậm chất công nghệ cho XC60. Ở trên phiên bản Recharge T8, cột chữ A còn được trang bị thêm cổng sạc để giúp cho người dùng có thể sạc cho hệ thống pin trên xe. Phía cản ba đợt sốc sau của XC60 2022 đã được hãng xe Thụy Điển tinh chỉnh lại, trông rất thể thao và vững chắc. Cụm đèn hậu của xe sử dụng công nghệ LED kéo dài chạm tới tận nóc xe với thiết kế chữ L đặc trưng. Ở trên phiên bản Recharge T8 còn có thêm logo Recharge nằm ngay ở phía bên phải cửa cốp, giúp người quan sát nhận diện dễ dàng so với các phiên bản khác. Bước vào bên trong khoang cabin xe, các bạn sẽ ấn tượng bởi lối thiết kế tinh xảo được trang trí bằng các vân gỗ óc chó có nhiều họa tiết đối xứng nhau. Phong cách này giúp cho XC60 mang lại không gian tinh tế và độc đáo cho chủ sở hữu. Điểm đặc biệt nhất trong khoang lái chắc chắn phải kể tới cần số bằng pha lê Aurifor chính hãng, được các nghệ nhân chuyên về thủy tinh chế tác thủ công. Tiếp đến là phần màn hình trung tâm giải trí 9,7 inch, rồi phần vô lăng bọc da 3 chấu, tích hợp nhiều phím bấm điều khiển đa chức năng. Ngay phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch sắc nét. Ngoài ra, bảng táp lô và ốp cửa được bọc da cao cấp, làm tăng thêm sự sang trọng cho khoang lái. Hàng ghế trước được tích hợp tính năng chỉnh điện và ghi nhớ vị trí. Với chiều dài trục cơ sở lên tới 2.865mm, hành khách ngồi ở hàng ghế sau sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập được điều khiển bằng màn hình cảm ứng cũng giúp cho hàng ghế sau thêm phần mát mẻ và đem lại giá trị hưởng thụ cao nhất. Với dung tích khoang hành lý đạt 613 lít, điều này có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hơn nữa, với tính năng đa cốp tự động, thao tác mở cốp đã trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Với mức giá bán 2 tỷ đồng cho Volvo XC60 2022, giúp người dùng có thể được trải nghiệm hàng loạt những tiện nghi cao cấp như sau. Màn hình cảm ứng trung tâm Sensor có kích thước 9,7 inch, tích hợp kết nối với Apple CarPlay hoặc Android Auto. Hệ thống điều hòa không khí 4 vùng độc lập. Hệ thống lọc không khí Clean Drone, lọc bụi mịn PM2.5, chìa khóa thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ thống âm thanh Bower Whiskin 15W công suất 1100W. Đèn pha Thor Hammer Full LED 2 beam, giờ đèn áp suất cao. Volvo XC60 2022 vừa được ra mắt tại Việt Nam có hai tùy chọn động cơ cho hai phiên bản như sau. Phiên bản XC60 B6 AVKD được trang bị khối động cơ 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp và siêu nạp, kết hợp với pin 48V, sản sinh ra công suất tối đa là 300 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 420 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Phiên bản XC60 Recharge T8 được trang bị khối động cơ 4 xi lanh 2.0 lít tăng áp kết hợp với siêu nạp, sản sinh ra công suất cực đại 316 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm. Đi kèm động cơ này là một chiếc motor điện sản sinh ra công suất 86 mã lực và 240 Nm. Như vậy, tổng công suất mà xe có thể đạt được lên tới 402 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm. Xe sử dụng hộp số 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Hệ thống an toàn chủ động City Safety hỗ trợ và giúp người lái phòng ngừa được những mối nguy hiểm khi điều khiển xe. Là một mẫu xe sang, Volvo mang đến cho XC60 2022 hàng loạt những tính năng an toàn hỗ trợ người lái tối đa với danh sách như sau. Mình xin phép được đặt lên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện tham gia theo dõi. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm gói an toàn thông minh IntelliSafe để sở hữu thêm những hệ thống hỗ trợ lái an toàn và siêu việt hơn. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Volvo XC60 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.